Sau một thời gian cầm dù thì Hoàng có cơ hội quay cho anh chị mình xem nè. Thắp hương xong rồi nha mọi người. Trời đất ơi. Giải quyết được một cái vấn đề rất là xong xuôi công việc của đầu năm. Dạ. Rầm luôn phải không? Ngày mai 13 rồi. 13 cũng gần rồi. Mai 14 là chiều mai vô rầm đó anh. Tại vì rầm anh phải đi qua bên Cam. Ừ. Cho nên là buộc phải giải quyết công việc đó. Nay tranh thủ. Qua đó bao lâu? Này anh đi bán rầm đi. Có khi nước lên lắm. Mát cùng cái ly. Bé Ly ơi, con có cái bí quyết gì mà bà con yêu mến mình nhiều gì không? Ủa? Thì con cái này thì thương thôi chứ bí quyết gì. Mấy anh cậu cũng thương mấy anh mà. Mắt nào mấy lần trước đâu mấy hôm nay gặp lại thôi. Cha con kia nó cắn của chừng nó nẻ nhớ con gái. Nó nẻ. Nó nẻ. Nó nẻ. Không? Bí quyết gì mắc nợ lẫn nhau tới ngày tới giờ kia tìm nhau thôi. Đúng rồi, em nghĩ là không có đến bí quyết mà đến sự từ sự chân thành của mình với sự tự nhiên á. Đúng rồi, tự nhiên thôi. Nhân viên là không có nói trước được. Cười. Sao mình bên đây mình không bé tí hơn cả nhà. Đây vô cận mặt nha cô chú. Đây là ca sĩ Trương Vinh nha. À, cháu của nghệ sĩ chú Kim Châu Long. À, chắc là đúng rồi, cái phone quay lâu nóng mà được cái là quay gần cận mặt đẹp. Đó chứ đi chơi với bé Ly á là thật ra anh chưa bao giờ mà dẫn con rồi cứ nghĩ là để giống như mọi người cứ nghĩ hiểu lầm là nói là để dẫn con đi quay chỗ này dẫn con đi quay chỗ kia đó không đủ sức khỏe này kia mọi người nghĩ vậy hiểu lầm là bởi vì do nơi á nhiều khi có những cái comment không có đúng nhưng mà tại vì do nơi là mình thương con rồi bé Ly với bà ngoại lại thích đi chơi mà bé Ly với bà ngoại mà bỏ ở nhà không cho đi chơi là coi như không theo đi hát hình như là chắc là buồn mấy là bệnh đó chứ còn đi như thế này là bé Ly không có bệnh bà ngoại cũng vậy nữa bây giờ bỏ ở nhà bà ngoại không chịu đâu thích đi chơi em hiểu không cái nghiệp cũng giống như mình là thích đi ca đi hát rồi bé Ly cũng vậy thôi chứ bé Ly mà để ở nhà là bé Ly bệnh anh Long ơi hả nếu mà anh nói gì cần phải có minh chứng nhưng mà muốn minh chứng á anh kêu mà qua coi bên YouTube của Di Minh là biết à. Tận dụng ghê nhỉ chứ. Em biết gạo vừa vừa thôi. Bé Ly ở dưới rất là vui. Cười vui dữ lắm, nó hẹt luôn á. Đi theo mà coi ba hát là say sưa hay chưa? Nếu không cho đi mới là bị mệt đó. Đúng không con? Tại vì anh Di Minh có đi theo 2-3 bữa. Ở cười lắm anh Giang. Thích đi theo ba không? Thích hả? Bây giờ là thí dụ con ở với ba, nếu con ở với anh Nam con ở với ai? Ở với ba hả? Thích ở với ba hả? Ờ chứ làm con ba thôi. Ờ đó, nói rồi mà. À bé Ly mà vui nhất là lúc mà Long ca kilo to. Kilo á. Cười lộn ruột luôn. Coi coi coi. Ba kêu lộn luôn á. Kêu vậy mà. Lấy ba kêu chút anh Đài sao? Cười vậy. Giá trai. Nhưng mà anh Đài có giá trai không? Anh Đài có giá trai. À, đó. Chúc anh Đài là gái giá trai. Là con 14. Là cái con cái bố cái con cái ông đó ông đời 42 kêu chúc anh Đài gái giá trai đúng không? 41 từng chết. 41. Nhớ từ bác đó. Ông đứng dậy. Là ông tưởng 42 á Long. Đúng rồi, chúc anh Đài là gái giá trai cái ông không thèm giờ luôn đứng dậy ông. 41 ông trời ơi ông kêu gì kỳ vậy? Ví dụ gì mà kêu ác vậy Long? Có mấy cái khúc mà em quay mà có nhiều người kinh sợ lắm. Xem tại giờ kêu và đã hàng 4. Ờ. Đó mà ông kêu nghe gia trai tưởng 42 vậy. Ông kia tưởng là 42. Không mà kêu kiểu này là mai mốt có về được không Long? Tao đánh thế mà bỏ chạy. Đi mà cái lần mà đáng nhớ nhất là gần đây á quý cô chú chị. Anh Kim Tiểu Long anh chạy show mà trong cái lúc đó anh nhớ không anh Long? Cái lúc mà ở dưới ở đâu nè? Cái đường mà nhỏ quá xe vô không được anh phải là núi lộn đường ở chợ mới chợ mới anh Di Minh dắt xe máy chở đi đúng rồi phải có xe máy chở vô đoàn nữa mà chạy tới sao con lát xe hơi mình vừa tới xe hơi cũng tới luôn kỳ vậy kỳ quá con ha
anh. Đó cũng là cái kỷ niệm. Anh chạy lộn được. Hả? Dạ. Cũng như là quẹo hai đường mà chơi. Dạ cũng đứng cười được. Tụi em ở đâu phải đâu chỉ là fan của anh Long đâu mà fan của anh Long chứ bộ. Đứng cười được. Nước này tiền đô sao nhiều dữ vậy? Hết mà. Bắt trước theo anh đó, mỗi cái tờ, cái tờ đó. Bắt trước. Rồi mình đánh đồng mà. Ớt 24. Mới mùa luôn. Cái đó là phong thủy anh. Dữ thiệt ha. Đồ tư dữ quá. Phong thủy á. Điện thoại anh phải giữ thôi, không giữ bắt cái điện thoại sao? Đúng phải giữ vậy đó. Đúng rồi, đi bài luôn. Hai vợ chồng xài toàn ba mắt không à? Ừ nè, ba cái điện thoại là 300 rồi nè, thấy không? Còn nữa, còn trong túi thêm hai cái phụ nữa, chưa tết. Ở Nam tết về vàng đâu sao giấu rồi? Nhà quay xin miếng đâu? Đây. Đưa cho con ở đây, đưa con ở đây. Con chắn lọt hết rồi. Dạ dạ lại nhiều mát lại cô tiên đi. Quý vị được cái lọc đó nha. Đấy, rồi bằng tay cô tiên là được lọc lớn tới nha. Đó. Wow. Tiên ban lọc cho quý vị nè. Đó. Tiên ban lọc cho quý vị mà. Cô bé tiên hơn. Đó, thấy chưa? Quá trời cái tay nha. Rồi. Còn ai nữa không? Ai muốn chiều nay có lọc nữa không? Đó. Rồi nhẹ nhẹ chúng vô đây lát đau răng nữa không nữa. Đang bị răng xong. Lý không có ăn kẹo không Lý? Không có ăn kẹo đúng không? Không có ăn nhưng mà nhiều khi ăn đêm một cái rốt đánh răng cho nên răng nó hư hết rồi. Đúng rồi hả? À, đúng rồi. Vậy là ba nấu ăn cho con nè. Tại con không đánh thằng kỹ rồi. À, xin lỗi. Ok. Thấy không? Có đánh răng được không? Cái đầm ăn mua đẹp quá trời. Cái đầm này là đáng lý là cái đầm này ở bên Mỹ là đầm này là của cô dâu. Nhưng mà tại vì do nơi thôi con mình nó chắc cũng gần tới tuổi cập kê rồi. Cái đầm đáng lý dành đám cưới cho nó mà. Bây giờ chưa có ai hỏi hết trơn á. Bây giờ Lý có để ý chưa? Vậy đầm này đầm cô dâu hả anh? Ờ đầm này là đầm cô dâu nhưng mà bây giờ không biết mặc cái đầm này vô không biết có anh chàng tí hon nào mà cầu hôn hay không. Chờ anh ta tiếng hôn tới rồi. Đợi cầu hôn nặng con gã con gái tôi cho rồi. Quý đó. Anh đi cháu ngoại mệt lắm anh. Quý đó. Tôi cũng thích để tôi coi có mày cháu ngoại. Kệ đi, bây giờ đẻ bây giờ bé Ly mà nó có đẻ 10 đứa tôi cũng nuôi nữa. Thì quý vị á. Bằng cùng tay mà chạy vòng nhà em. Coi như nhà tôi là sau này là triển lãm tí hon. Mã chú lồng cái mã chú lồng nữa được à, không biết là có anh chàng nào ở bên Mỹ á mà có coi được cái clip này làm ơn về cầu hôn con gái tôi nha. 23 tuổi luôn. Rồi đó rồi coi như là cầu hôn đem trầu cao tới cưới gã đàng hoàng đám cưới lớn nhất từ trước tới nay. Bé Ly chịu không làm cái đám cưới là trắng động luôn. Trắng động luôn trên thế giới này luôn nha. Lắm cưới con gái này không đó hả? Gần 23 tuổi. Bé bé biết rồi gặp rồi. Các bạn biết chàng trai nào mà chưa có vợ không? Gặp ở Hòa Lại. Ở đây đúng không? Ở đây có chú Tiểu Kha. Tè cái xứ, bé tè cái xứ ngày xưa tè cái xứ. Gặp xứ rồi đó, chụp hình rồi. Đó rồi. Lúc đó mấy tuổi à? Lúc đó 5 tuổi chứ nhiêu á. Quy đó nhớ không? Tôi cũng muốn con cháu chuột lắc. Lâu lắm cháu chuột lắc. Chít nuôi chơi. Thử ẩm thử coi như thế nào. Thì sao? Bé Ly. Được à, có như bé Ly vẫn sinh con đẻ cái được mà. Cũng giống như các chị em phụ nữ bình thường thôi. Nó không có cái gì mà khác hết, chỉ có tí hon thôi. Đúng à rồi, bé thôi. À, cũng có ngày có giờ có khác đàng hoàng của các bạn hiểu không? Dạ. Mà lớn sao là cô ấy vậy? Cô ấy vậy. Cũng có đèn đỏ luôn. Lâu lắm. Lâu lắm mà người mẹ thích thương. Chơi cúp bé đúng thôi à. À. Hình như bé Ly chắc nhỏ nhất quá. Nhỏ nhất trong nhỏ nhất Việt Nam. Đã xin hỏi. Bé Ly bao nhiêu ký bé Ly? 9 ký. Nay chắc 10 ký rồi đó. Hỏi nay mai kìa. Thôi sao bé? Cân rồi 9 ký đúng. 9 ký đúng. Bé 9 ký đúng. Thấy ông 79 cm. Dạ. 79 cm. Con ơi bây giờ là nếu mà cầu hôn con 9 ký bé Ly là 23 tuổi. Bé Ly có ai 3 kỷ lục cũng mới gặp ba chứ. Đúng không? Ưng là tại sao nói vậy nè, anh phải cưới em, nè anh làm giấy tờ cho em lãnh em về bển, lần em ở chung với ba em tiếp nữa. Đúng không? Rồi ba em đi diễn ở Mỹ rồi dẫn con đi diễn.
Trời, bà con bên Mỹ, fan ở bên Mỹ nhiều lắm nha. Bé Ly đã cho ta. Bé Ly đóng thùng lắm. Để vô đi Mỹ với ba được hả bé Ly? Bé Ly mà tới là fan nhiều lắm luôn nha. Bé Ly là một ngôi sao của fan của bà con ở bên Mỹ á. Cầm coi Nam, Hoàng. Đúng rồi, ngồi sao nhí nha. Đi xuống tỉnh, cầm cái có chỗ là buôn ào ào, lô tô bán vé không được chứ không? Sẽ kết thúc video đây nha mọi người. Đi về nha, đi về chuẩn bị tối nay đi cây lạy nha. Rồi tạm biệt mọi người nha.